Vườn mai Như Huỳnh mến chào cả nhà. Thì hôm nay là em có một cái lô mai cúc 7 tầng rất là đẹp luôn cả nhà. Nó có khá là nhiều lớp cánh nè. Ở đây là nó có mai cái nụ, ba cái nụ luôn cả nhà. Và một bông, đây là bông chùm nha, cúc 7 tầng đó cả nhà. Và cả nhà ơi, thì đây là cái lô 7 tầng của bên Huỳnh ha. Được ghép bởi gốc bốn rễ rất là đẹp luôn cả nhà. Gốc nào gốc nấy to đùng luôn, rất là khỏe luôn. Đó, u nu luôn cả nhà. Và Quỳnh thấy các cái mắt ghép bây giờ nó đã cứng cáp rồi. Cái bo của nó cũng màu da lương này cả nhà. Về chúng ta lấy được một ít bo đó. Thì cây là cúc 7 tầng ha. 125.000 một cây nha cả nhà. Và ai lấy hai cây thì Quỳnh bao ship. Mặt hoa của cúc 7 tầng đẹp lắm đúng không cả nhà. Nhìn rất là đẹp. Nó có 7 tầng cánh hoa và nó khá là sắc đó cả nhà. Nhìn nó đẹp lắm. Thì số lượng mình cũng có là khoảng 100 cây. Những cái cây nào mà nó cứng cáp á, bo nó cứng cáp rồi thì mình giao lưu lần với cả nhà ha. Ai đang cần cái giống này sưu tầm thì alo em. Một cặp sẽ là 250 em bao ship. Đây cũng 7 tầng cả nhà. Rất là đẹp luôn á. Nó cao cũng 20 mấy cm á cả nhà. Cúc 7 tầng nha. Ủa, cúc vạn thọ cánh xoan đây. Và cả nhà thấy là cái độ đẹp, độ phùng của cây cực kỳ luôn nha cả nhà. Và đây là cái lô vạn thọ cánh xoan này cả nhà. Ghép cái gốc rất là to luôn. Cỡ ngón cái của mình luôn. Rồi bo của nó bây giờ nó cũng khá là khỏe nè cả nhà. Em thấy bo của nó cũng cứng cáp nè. Cái này về chúng ta nuôi thêm, chúng ta lấy được một ít bo nha. Rễ nó đẹp kia chưa. Cao cũng khoảng 20 cm á. Rồi cây như thế này là 350 một cặp nha cả nhà. Và ai lấy một cặp thì Quỳnh bao ship ha. Cúc vạn thọ, mai cúc vạn thọ cánh xoan. Mai cúc vạn thọ cánh xoan. Ngoài của cúc quý phi nè. Đây là cây mẹ đó. Và những cái mắt bo này em sẽ ghép vào cây nhân giống ra nha cả nhà. Và đây nè cả nhà thấy là cúc quý phi là hoa chùm. Một chùm của nó khoảng cỡ 2 đến 4 năm bông luôn á cả nhà. Và rất rất là đẹp luôn. Đây. Quý phi á thì nó cánh của nó cứng á, thẳng nè. Và bông của nó thì đem ngắt sợ thử một cái hoa nha. Ngắt cái hoa đẹp nhất đi. Đây cả nhà. Nó tầm khoảng em cỡ 3 ngón tay. Gần 3 ngón tay em mình thôi ha. Đó. Và cả nhà nhìn thấy á, là cái độ nở của nó rất là nhiều lớp cánh. Nhiều lớp cánh lắm. Và hầu như là nó cánh của nó thẳng ha. Cánh của nó coi như là nó rất nhìn rất là cứng cáp. Đây cái lô cúc quý phi của mình nè. Trời ơi hôm nay nó khá là tốt luôn. Nó ra đâm chồi, đâm nhánh ra khá là nhiều luôn. Đây cả nhà. Nó dài thường thuộc luôn á. Rất là tốt luôn. Cúc quý phi cả nhà. Cúc quý phi Quang Tống. Loại này về chúng ta lấy bo thoải mái luôn. Lấy bo đóng vào mai các cái mai phôi ở nhà. Hoặc là chúng ta nuôi thêm cứng cáp ha. Về thì cây này mà chúng ta thay vào chậu C6 là cây khá to luôn á cả nhà. 125.000 một cây cả nhà. Và ai lấy hai cây Quỳnh bao ship ha. Khách thân mến của em Huỳnh ơi, hôm nay em Huỳnh sẽ quay cái mặt hoa cúc 24 cho cả nhà mình xem nha. Thì em Huỳnh thấy á, là cúc 24 nó rất là nhiều cánh nè. Cái sắc màu của nó là một cái màu vàng cả nhà. Màu vàng tươi. Và đặc biệt của cúc 24 này nó rất là say nụ và nó cũng hạn chế được cái độ rụng nụ. Thì dạo gần đây khách cũng rất là yêu thích cái cúc 24. Cúc 24 cánh đó cả nhà. Và đây cả nhà, đây là cái lô mà trân châu. Cúc trân châu 24 36 cánh nó đã liền cốt 100% luôn cả nhà. Thì cái loại này á, là
về chúng ta lấy bo, chúng ta nuôi thêm rất là cứng cáp luôn nha. Lấy bo thì thoải mái luôn, vui vu luôn cả nhà. Còn cái độ liền cốt của nó thì thôi khỏi chê luôn á, 125.000 một cây. Và nếu như ai lấy 2 cây thì em sẽ bao ship cho mình ha. Đây là cúc chân châu nha cả nhà, 24-36 cánh. Rồi em có cái lô là 80.000 một cây nữa cả nhà, 80.000 một cây. Và 3 cây thì mình sẽ bao ship. Đây, chân châu cả nhà, chân châu 24-36 cánh ha. Cái này 10 cây thì mình tặng 1 nha cả nhà, 80.000 một cây. Cái này về là Tết là chơi được hết nha cả nhà. Không gian hẹp, không gian vừa là chúng ta nên sưu tầm mấy cái loại này ha. Cả nhà ơi, Quỳnh còn rất là nhiều loại nữa. Nếu như ai yêu thích và còn cái loại nào thì alo cho em Quỳnh nha. Và em Quỳnh rất là mong cả nhà mình hãy bấm kênh để gặp gỡ em nhiều video sau ạ. Em Quỳnh mến chào.